Kênh Nhà Nông Miền Tây kính chào quý bà con. Thưa quý bà con, hôm nay ngày 26 tháng 1, 2022, giá phân bón các loại tiếp tục không đổi. Giá phân bón tăng vọt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn khuyến khích người dân dùng phân bón hữu cơ. Theo bộ này, hiện giá phân bón thế giới và trong nước liên tục tăng cao, nguồn cung hạn chế và còn diễn biến phức tạp trong thời gian tới, ảnh hưởng lớn đến sản xuất nông nghiệp và đời sống của người dân. Trong khi đó, tình trạng lạm dụng phân bón vô cơ, sử dụng phân bón lãng phí vẫn còn xảy ra ở hầu hết các địa phương, làm tăng chi phí sản xuất, giảm sức cạnh tranh của hàng nông sản, ô nhiễm môi trường và gây mất cân bằng hệ sinh thái nông nghiệp. Ở khu vực Tây Nam Bộ, Cà Mau 875-920.000 đồng, Phú Mỹ 865-900.000 đồng, Ure Hà Bắc 802-880.000, Ninh Bình 850.000-890.000, Trung Quốc 890-950, Ure Indo hạt đục 880-940.000 đồng, Ure Malaysia hạt đục 880-940.000 đồng, DB Hồng Hà 1.150.000-1.250.000 đồng, Đình Vũ là 930.000-990.000 đồng, Lào Cai là 925.000-970.000 đồng, Philippines 1.050.000-1.150.000 đồng, Hàn Quốc 1.280.000-1.350.000 đồng, Cali Miễn, Cà Mau và Phú Mỹ bằng giá 804-809, Ba Con Cò 807-930.000, Canada 807-920.000, Israel 807-920.000 đồng, Belarus và Jordan cũng bằng giá với Israel 807-920.000 đồng, Cali Israel hạt nhuyễn 670-700.000 đồng, Cali Israel trắng 675-700.000 đồng, NPK 16-16-16 Nga là 800-806, NPK 16-16-8 Cà Mau và Phú Mỹ bằng giá 707-801, Việt Nhật là 760-800.000, Nga là 775-820.000 đồng, NPK 20-20-15 Ba Con Cò là 904-980.000, Bình Điền là 902-960.000, NPK 20-20-15 TE Bình Điền là 906-990.000 đồng, Phân Lân Súp Bê Lân Long Thành 206-300.000 đồng. Ở khu vực Đông Nam Bộ và Tây Nguyên, giá phân Ure Cà Mau 900-950.000 đồng, Phú Mỹ 910-960.000 đồng, Ure Hà Bắc 880-930.000 đồng. NPK 20-20-15 TE Bình Điền là 906-990.000 đồng. NPK 20-20-15 Bình Điền là 903-970.000 đồng ha bà con. Phân Lân Măng Điển có giá là 300-340. NPK 16-16-8 Cà Mau là 804-809. Còn Phú Mỹ là 850-890.000 đồng. Phân Cali Miễn Cà Mau và Phú Mỹ thì bằng giá 804-890.000 đồng. Tiếp theo, kênh Nhà Nông Miền Tây sẽ báo giá phân bón ở khu vực Đông Bắc Bộ nha bà con. Phân Cali Israel hạt miễn là 900-906. Phân Cali Belarus bột là 700-750. Cali Israel hạt nhuyễn 700-750. Cali hạt nhỏ Canada cũng 700-750. Bà con lưu ý nha, giá nó sẽ có một cái sự chênh lệch nhất định giữa các khu vực tùy vào cái mức độ hút hàng nữa. Cũng như là cái cách bà con là mình mua, mình trả tiền mặt hay là mua đầu tư nó cũng sẽ khác nhau một chút. Bà con lưu ý giá như hôm nay nha. Cảm ơn thương hiệu đèn LED Asia Pacific đã luôn đồng hành cùng với kênh để mang đến nhiều thông tin hỗ trợ cho quý bà con. Bà con cũng hãy nhớ nhấn nút like và đăng ký kênh Nhà Nông Miền Tây nha. Cảm ơn bà con rất là nhiều luôn. Kính chào và hẹn gặp lại.